tiên á là cái bà chủ quán này bà nói là tình hình kinh doanh cũng không được tốt lắm, cho nên là bà phải nghĩ một cái cách nào đó nó sáng tạo hơn, nó đặc biệt hơn. Mà cái đồ ăn của Trung Quốc thì thực ra cái mì ở Trung Quốc nó là nhiều loại, nhiều vị, cho nên là không mà bán tô to thì nó phải là khách nào cũng ăn được hết tất cả các loại đó. Ví dụ như 7 loại mì này là nếu mà khách mà muốn ăn hết thì chắc phải đến quán 7 lần. Nên là mình nghĩ là làm để cho tất cả thực khách có thể thưởng thức được tất cả cái vị mì trong quán, nên bạn chia thành từng tô nhỏ ra. Thì như vậy là nó cũng vừa có cái sự sáng tạo mà thực khách thì người ta cũng thích, bởi vì là có thể thử hết được cái loại mì, sau đó thì người ta sẽ chọn cái loại nào mà ngon nhất thì người ta thường xuyên ăn hơn. Đây là tàu hủ kia dầu hào, xôi gà lá sen. Cái đó có phải là điểm tâm hả chị Hà? Những cái món này là gọi chung là điểm tâm thì có là nó có cái món riêu. Thuộc con có mì hả? Gà ri mực. Hả? Gà ri mực. Chén nhỏ thôi, một chén này là chỉ 19 ngàn thôi.